Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày 14 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập tới một con số, đó là 1,2 triệu đô la. Đó là số tiền mà ban tổ chức tại giải quần vợt Vina Del Mar, giải quần vợt ở Chile, sẵn sàng bỏ ra để có được sự phục vụ của Rafael Nadal. Và số tiền này nếu quy đổi ra tiền Việt thì khoảng tầm 23 tới 25 tỷ đồng. Vâng. 23 đến 25 tỷ đồng. Nhưng anh Vinh ạ, có lẽ là con số này cũng không thấm vào đâu so với số tiền mà một giải đấu tại An Giang tổ chức. Và một con số mà có lẽ là chúng ta sẽ mời được rất nhiều người như Nadal đến tham dự. Và con số là bao nhiêu như thế nào thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với phần điểm tin chính. FIFA Club World Cup, Chelsea hướng đến danh hiệu đầu tiên dưới thời của Rafael Benitez. Federer và Del Potro thi đấu biểu diễn ở Argentina. Fernando Alonso được ông chủ các đội đua F1 bình chọn là tay đua xuất sắc nhất của năm. Con số trong ngày, câu chuyện xung quanh số tiền 3.425 tỷ đồng. Li Ninh, thời trang thể thao, thương hiệu quốc tế.